ba con để ba Vẫn con đang leo danh à? tôi vừa mới đi xong ba con là gì nhở, sát thương quái thường 2S, ra đúng con quái thường 2S luôn. Nói thật là nhìn cái góc nhìn thứ ba sau cái góc một thì cứ lúi thế nào ấy, không quen là chết ngay, quên quy điểm tôi thật, không quen một cái là well we dead. Không biết là tình hình Đức Sư có muốn tiếp không? Nếu mà tiếp một cái thì nốt chặng cuối rồi trần cút thôi, trần té thôi. Xem khi tình hình mát tôi thế nào. Ok, đã nhận. 4 ngày nữa. 4 ngày nữa là sẽ đủ. Ok, như vậy Đức Dương đã SS. Thôi chuyện cuối thôi, chứ anh nhỉ? Alo? Oh Lord. This is not getting good. Đức Dương. Phần thưởng tốt nhất trong tuần là 44. Một tí nữa là có thể lên được 45 rồi. Ba T thì có vẻ là gặp chuyện gì ở đây. Thử 3C này xem nó ra gì không. Được 2S này. Không biết ba T là tự nhiên lại chạy cụ đâu rồi. RIP. Giáo sư về tôi nghỉ luôn. Có vẻ 3T ấy rồi. Có vẻ 3T nó lại bận đúng không đúng lúc rồi. Thế tự nhiên không không tới tự nhiên gì nhỉ? Tự nhiên gọi là tắt hết cả mấy cái là tôi đã thấy có một không lành rồi. Tôi dựa cũng cảm ơn tôi Dương nhé. Cảm ơn tôi Dương đã vào hỗ trợ. Nhưng mà cũng phải nhờ, nhưng mà cũng nhờ trận trước đấy thì qua được cái này. Có thêm một cái này nữa không nhỉ? Thôi một bà đi. Lại nữa. Và giảm lớp một cái vậy.
Thank you.